Vâng, Út Lê mến chào toàn thể mọi người đang xem trên kênh YouTube của Út Lê miền Tây nha. Thì đến clip ngày hôm nay thì Út Lê bắt gặp được một cái con quạt thật là tuyệt vời. Đó là cái con quạt Alpha Super Power. Cái quạt này là thuộc quạt công nghiệp, nhưng mà cái con quạt chữ lớn nha mọi người. Hôm trước là mình cũng giới thiệu mọi người đó là cái con quạt cũng công nghiệp nhưng mà nó có 6 tấc thôi. Rồi hôm nay là mình gặp được con quạt này là tới chiều rộng tới 8 tấc lận. Cái cánh quạt tới 8 tấc rất là rộng luôn. Cái là lượng gió ra rất là siêu bão và công suất cực đại nó tới 290W luôn. Nhưng mà đây là một cái quạt này nó là có độ chế từ cái chân này. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho mọi người cùng xem về cái chiếc quạt này nó vận hành giống như vẻ bề ngoài nó như thế nào, để cùng mọi người để tham khảo nữa nha. Vâng, thì mình nhìn từ cái vẻ bên trước á, thì mình nhìn thấy là cái khung quạt rất là khổng lồ luôn. Cái mặt tiền của nó là nó có cái logo nhãn hiệu mọi người, Alpha Super Power. Và cái khung quạt của nó cực kỳ chắc luôn, và nó rất là dày. Nó cũng tương tự như những cái chiếc quạt công nghiệp 8 tấc, 6 tấc thì nó cũng rất là dày luôn. Và có những cái bát cũng tương tự, nhưng mà nó khác ở chỗ nó là cái công suất nó lớn hơn, và đồng thời là cái cánh quạt nó cũng rộng hơn. Mà xem cánh quạt cũng rất là rộng luôn, cái đường kính rất là rộng. Và ở bên dưới là cái chân quạt đó, ban đầu nó hơi bị yếu nên cũng được độ chế nên từ những cái sắt ống tiếp á cho cái chân nó chắc hơn. Mọi người xem, đó là cái vẻ bên trước. Bây giờ mình sẽ đi qua vòng phía sau và mình xem cái động cơ của cái chiếc quạt này nó như thế nào nha. Nó làm bằng cái miếng nhôm mọi người, xem là rất là chắc luôn, miếng sắt. Đây là, bên đây là cái núm điều chỉnh. Thì nó cũng có 3 cấp độ xoay tròn này mọi người. Và phía sau này là cái nhãn hàng này, Harwin. Cái điện áp vào của nó là 220V. Và cái công suất của nó là tới 290W nữa. Công suất cực đại rất là mạnh luôn. So với những cái chiếc quạt cỡ nhỏ thông thường mình thì chỉ quạt cỡ khoảng 47 hoặc là 65W đó, là nó rất là mạnh rồi. Hôm nay là mình bắt gặp được một cái con quạt phải nói là vô cùng đối với những anh em nào mà có đam mê nhiều dùng quạt á là sẽ rất là khoái luôn. Và mình thấy được cái con quạt này là mình chia sẻ với mọi người. Bây giờ là mình sẽ bắt lên thử nha, bắt lên coi cái nó lượng gió nó quay như thế nào nha. Thì ổ điện ở dưới là cũng chế cái dây rồi mọi người, cũng chế cái dây mới luôn rồi. Là chỉ có cái động cơ với lại cái khung quạt đó là còn zin của máy thôi, còn cái thân thì là chân với lại cái dây quạt thì đã được độ chế rồi. Bây giờ mình sẽ bắt thử nha, để xem cấp độ nó mạnh nhất là số mấy. Đầu tiên bắt số 1 đi, đây, rồi mình sẽ nghe thử đi. Cái dây điện nó không ăn, cái con điện nó hơi lỏng một xíu. Cái tiếng gió ra rất là mạnh nha mọi người. Đây nè, là mình không là không có nghe được cái tiếng của cái động cơ quạt á, mà mình chỉ nghe được cái tiếng gió thôi. Tiếng gió ra rất là mạnh luôn. Đây là cái động cơ phía trong của nó mọi người, rất là mạnh luôn. Cái chân của nó rất là chắc luôn, được chế rồi. Xem bằng những cái cây sắt rất là chắc. Ở phía dưới này là cái cốt đảo nữa mọi người, nó nằm ở phía dưới, độ chế từ phía dưới. Nhìn thấy chiếc quạt rất là chắc. Cái chân đế mình để xuống cái nó nền á thì nó rất là êm luôn, à rất là dài, chế rất là chắc luôn á.
cái dòng quạt Halloween này thấy mình thấy là rất là cực kỳ bền luôn. Đây là cái cấp độ số 1 luôn rồi, rất là mạnh luôn, gió cực kỳ mạnh. Buổi trưa mà bắt lên là cái phòng mấy cho 40-50 mét vuông rồi chắc rét luôn á. Bây giờ tiếp tục á, mình sẽ bắt thử cấp độ số 2 nó như thế nào nha. Nó quay cực mạnh luôn. Đây là những cái dòng cảnh báo luôn rồi, có lệnh để cái bản cảnh báo đây nè. Tiếp tục mình sẽ bắt số 3 thử nha. Giờ là cái cấp độ mạnh nhất đó là cấp độ số 3 rồi, cực kỳ mạnh luôn, gió rất là mạnh. Mình lại thử cái nón ra rồi xem nè, cái lượng gió ra rất là mạnh luôn. Nói đó là cái quạt này là giống như là gió, lượng gió ra là siêu bão luôn á, cái là cực rét luôn, rất là mạnh. Vâng, thì đối với cái chiếc quạt Afan này á, là mình chủ nhân á, là đã anh trai anh mua anh chế á, là cái motor á mọi người, chế từ cái motor nè, mua cái motor với lại mua cái khung cánh quạt 8 tấc á, làm chế vô nó chỉ giá nó chỉ khoảng tầm 1,5 triệu thôi. Nhưng mà đối với trên thị trường, nếu mà mình mua một cái chiếc quạt với công suất cực đại tới 290W như thế này á, thì nó tầm khoảng có thể là trên khoảng 2 triệu nha mọi người. Thế là mình khi mình chế ra những được cái chiếc quạt như thế này thì mình xài á thì nó rất là tiện dụng. Đây là cái cơ sở làm cửa nè mọi người, của anh trai chế cái quạt này. Mình thấy mình review lại thì thấy nó rất là, thứ nhất là nó rất là mạnh, thứ hai nữa là cái giá thành nó rất là rẻ luôn, nó chỉ tầm 1,5 triệu thôi là mình có được một cái chiếc quạt 8 tấc, quạt siêu bão, là mình sử dụng rất là mát. Tức là mình đặt ở phòng khách hay là mình đặt sử dụng ở những cái không gian rộng á, hay là những nơi cầm cửa hàng tiện thì rất là tuyệt vời nha mọi người. Bây giờ mình sẽ quay sơ một vòng nữa cho mọi người xem được cái chiếc quạt này nè. Đây là cái động cơ. Quạt này là quạt cực êm nha mọi người, rất là mát luôn. Vâng, thì Út Lê vừa chia sẻ với mọi người đó là cái chiếc quạt Afan, tức là với cái công suất là 290W, chỉ với giá độ chế là khoảng 1,1 triệu thôi, và mình có được cái chiếc quạt 8 tấc, quạt cực mát luôn. Thì hy vọng rằng đây là cái clip hữu ích cho anh em nào mà có thích sưu tầm về những cái chiếc quạt độ chế á, thì xem tham khảo mình để mà thực hiện, để làm được cái chiếc quạt thật tuyệt vời cho gia đình nha. Bây giờ thì Út Lê thân ái chào tạm biệt và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.